Tôi không nhất định phải là người chiến thắng, nhưng nhất định phải là người chiến đấu tới cùng. Tư tưởng đó đã thấm nhuần trong mỗi chúng tôi tại ngôi nhà SSB quận 10. 150 ngày trôi qua cũng là chừng ấy ngày chúng tôi đã được gắn bó, đã cùng nhau trải nghiệm và chia sẻ nhiều điều. Có thể là công việc, có thể là cuộc sống. Nhưng hơn ai hết, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi là anh em. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của anh Phạm Văn Thành,